Chào các bạn, hôm nay mình đi làm ở Tuy Phước các bạn. Thì sẵn cái đường đi mình quay lại cái đường đi đi làm mà các bạn sẵn các bạn tham quan cho vui. Đây là mình đứng ở cầu Hà Thanh 7 nha các bạn. Tức là cái ranh giới đây là giữa Tuy Phước và Quy Nhơn các bạn. Đi qua cái cầu là đi qua Tuy Phước. Hôm nay mình sẽ làm bên Tuy Phước, mình đi qua cái cầu đây và mình tới cái ngã tư rẽ vào Tuy Phước á, thì mình sẽ cua qua tay phải các bạn, đi về hướng cầu Bồi á. Mình sẽ làm đám cưới chỗ khúc Phước Thuận các bạn, tức là đi qua thêm một cái cầu gì đó rồi tới cái ngã tư vào Tuy Phước á, mình đi qua tay phải. Về hướng Phước Thuận, gần chỗ khúc mộ Đào Tấn đó bạn. Hình như mình làm ở đâu có đoạn đó hay sao. Thì tí nữa mình sẽ đi đường đó rồi mình quay lại cái đoạn đường đi các bạn xem cho vui và lên đó các bạn. Nếu mình tìm coi thử có cái gì hay hay thì mình review lại các bạn xem. Bây giờ mình đi nha bạn, cầu Hà Thanh 7, bây giờ đi qua đây là địa phận Tuy Phước. Xin mời các bạn. Đường hơi gió các bạn. Do mình đi làm mình cũng quên đem cái micro rồi đó, thành ra là chắc hơi gió xíu. Đây cua qua tay phải là vào nhà thờ làng Sông các bạn, tức là tiểu trung viện làng Sông. Và tới qua cái cầu đây là nó có một cái ngã ba và rẽ đi tắt qua Phước Thuận. Nhưng mà mình không có làm ở cái khúc đó các bạn. Mình làm cái khúc ở trên kia, cho nên là mình sẽ đi tiếp một cái đoạn đi lên tới cái ngã tư rẽ vô Tuy Phước các bạn. Mình sẽ cua qua tay phải là đi hướng Cầu Bồi, cũng đi về Phước Thuận luôn. Còn cái chỗ đây là cái ngã tắt để đi về cái khúc cua Phước Thuận các bạn. Nhưng mà mình băng qua đây luôn, đi luôn. Các bạn tham quan bây giờ đi mà mình vừa qua cầu các bạn. Vậy và như vậy là ở đây là địa phận Tuy Phước nè. Mình cũng nghe thông tin là mai mốt là Quy Nhơn mở rộng các bạn, Tuy Phước là sát nhập vào Quy Nhơn luôn, không biết là cái thông tin đó là chừng nào mới được biết. Nếu mà Tuy Phước mà sát nhập là Quy Nhơn rộng lắm các bạn, tại trên Tuy Phước là quỹ đất còn nhiều lắm. Thường thường là trên Tuy Phước này là xưa là ruộng nhiều quá. Đây mình tới cái ngã ba, đây là ngã ba đi rẽ qua Phước Thuận các bạn. Đây ngã ba đây là rẽ qua Phước Thuận này, đi vô tiểu trung viện làng Sông. Giờ mình đi thẳng thôi. Phía bên đây nhìn về đây có cái núi nhỏ nhỏ là Trường Úc các bạn. Cái núi đó là phía dưới chân núi là một cái nghĩa trang Trường Úc. Chắc đi một đoạn nữa sẽ tới, hình như có một cái cầu nữa nè. Còn phía bên đây là một cái tổ đình nữa bạn. Hôm trước mình có vào review cho các bạn xem rồi, tham quan rồi. Tổ đình là Phổ Quang. Nhưng mà bây giờ là nói chung là người ta tu sửa lại mới các bạn.
chùa đây thì có lâu nhưng mà gần như bữa nay là người ta xây mới hết rồi, mà tìm một cái chùa mà còn xưa cũ thì giờ này nó mục nát hết rồi, cho nên là thường thường là bây giờ người ta cải tạo lại là xây mới lại hết. Cái tổ đình này thì không có cái đường đi thẳng vô bạn, phải đi đường bê tông trong xóm mới đi vô. Cầm cái điện thoại đây một tay nó hơi khó các bạn, tại vì hai micro nó làm hai đầu, phải chừa cái chỗ để mà micro nó vào thu tiếng vào được, cho nên là mình rất là khó khăn. Như vậy kéo có rung lắm các bạn thông cảm nha. Mình đi tốc độ khoảng 25-30 các bạn. Đi làm mình đi từ đường, mình đi sớm để mình đi thông thả, đi từ từ sẵn kết hợp là mình đi được tham quan và thử có cái cảnh gì mình quay các bạn xem. Ở trên cái đường mình đi làm thì chỉ mình biết là chỉ có cái bộ đào tấn các bạn, bộ đào tấn thì hôm trước mình đã quay rồi, còn hôm nay để mình lên rồi mình tìm hiểu thêm cái thử là còn có cái gì lạ lạ nữa mình quay cho các bạn xem. Từ quốc lộ số 7 đi lên đây cũng hơi tương đối hơi xa xa. Đây là nghĩa trang Trường Úc bên đây, nó hơi xa một xíu. Bây giờ chỗ đây là mình đi là mình thấy nó gần rồi nè. Đó, một cái nghĩa trang nằm dưới chân núi các bạn. Nghĩa trang cũng rộng lắm. Mà nhìn ra cái bờ sông đẹp lắm ạ. Nếu mình leo lên trên chút lưng chân núi mà xuống nhìn xuống cái sông nó đẹp. Nhưng mà tới nghĩa trang thì nó cũng hơi buồn vì những người thân đã mất á, đi thăm người thân mình khi vào nghĩa trang nó nói chung nó cũng buồn. Đây hình như là không có cầu bạn, hình như là nãy giờ mình nhớ là có cầu mà các bạn không có, hình như là chỗ đây ngã tới ngã tư rồi bạn. Không biết nãy giờ mình có quay cầu không, mình cũng để ý mà. À, tới đèn xanh đèn đỏ đây là ngã tư rẽ qua tay trái là vào Tây Phước này bạn, vào thị trấn Tây Phước, còn rẽ qua tay phải là đi Gò Bồi á, là mình có thể đi lên các tuyến lên tượng tượng Phật luôn mà, tượng Phật ngồi luôn á, đây nè, đi các tuyến luôn á. À, bây giờ mình sẽ rẽ bên tay phải các bạn, tại mình đi làm cái hướng bên đây, tại bên kia là Vô Tuy Phước các bạn. Giờ mình đi qua bên đây, đây là mình đứng lại một chút, đây bên kia là đường đi Vô Tuy Phước mà. Cái ngã tư đây rộng các bạn, cho nên đèn đỏ đây, đèn xanh đỏ đứng chắc cũng khá lâu á. Giờ mình sẽ đi vô bên đây mà. Cái đường đây người ta cũng là cải tạo lại rồi, đường nó không có rộng nhưng mà tráng nhựa lại, hồi xưa nó lởm chởm lắm, bây giờ tương đối bằng phẳng rồi. Mình đi xuống một đoạn đây thì sẽ tới cái khúc cua Phước Thuận các bạn, ngay cái chợ Tân Thuận á.
nhưng mà mình không đi tới cái chỗ chợ bạn, mình đi làm như tới một cái đoạn thôi, nhưng mà mình sẽ chạy tới cái chợ luôn các bạn, để các bạn tham quan cái con đường, rồi mình trở ngược lại mình đi lên cái chỗ làm. Nó cũng không xa lắm mà, chắc cũng vài cái số. Đây cổng chào. Qua cổng chào này là sẽ tới cái đường đi vào mộ Đào Tấn các bạn. Đào mộ Tấn thì cái núi nhỏ nhỏ bên đây các bạn. Đó, có cái đường rẽ bên tay trái á, đi vào khoảng chắc khoảng cây số. Cầu 20 các bạn. Cầu đây gọi là cầu 20. Đây coi các bạn này, di tích lịch sử mộ Đào Tấn. Đây có cái bạn cái số là Gò Bồi 10 km các bạn. Đây nè. Còn bên kia là cái bạn đi vào chùa Huỳnh Long và di tích lịch sử mộ Đào Tấn. Chùa Huỳnh Long thì mấy trăm mét các bạn. Còn mộ Đào Tấn người ta đề xa quá mình nhìn không rõ. Hôm trước mình đã quay cái đường đi vào đây, mình đã quay cái dốc lên mộ Đào Tấn rồi các bạn. Các bạn tìm lại xem. Giờ mình đi lên Phước Thuận nè. Thì hơi ngược nắng thôi, không biết nó lóa không. Đường này nó cũng không rộng lắm mà, nhưng mà tráng nhựa lại chạy cũng êm mà, ngon hơn hồi xưa nhiều. Mình đi tới cái khúc cua Phước Thuận nha các bạn, rồi mình sẽ trở ngược lại cái chỗ làm. Đây có một cái cầu, cầu Huỳnh Mai các bạn. Nhưng mà mùa này thì cái nước nó cạn thôi. Đường này là nếu mình đi thẳng là đi lên tới Gò Bồi, rồi đi thẳng nữa là sẽ tới Cát Tiến luôn các bạn. Thành ra là mấy bữa mình đi lên Cát Tiến á, hay là đi lên Phật á, là mình hay đi cái đường đây. Và đường đây nói chung sẽ lớn ít, mà đi khu dân cư là nó không vui. Mình hay đi đường đây chứ mình ít đi cái đường Nhân Lý các bạn. Đi đường Nhân Lý nó vắng, nó không có người, không có nhà, đi lỡ xe cộ nó trục trặc cái gì mình cũng ngại. Cái đường đây nói chung là khu dân cư, đi qua khu dân cư nó vui. Đây xã Phước Thuận các bạn, cổng chào nè. Kính chào quý khách. Phước Sơn còn 4 cây nữa bạn. Phước Thuận rồi đi lên 4 cây sẽ tới Phước Sơn. Đây là trường cơ sở Phước Thuận, trung học cơ sở. Đây ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Phước. Đây của huyện luôn này.
Đây đi qua khúc cua đây là chắc tới cái chỗ chợ Tân Thuận đó bạn, là cái đường đi lên Phước Sơn á, là người ta hay gọi là cái cua Phước Thuận á, là phía dưới đây đây đó, tới cái chỗ đây là cua cua gần 90 độ thôi mà, chắc khoảng 80 á, là cua nó hơi hơi gắt một chút cho nên là người ta mới đặt là đoạn cua Phước Thuận này. À, qua cái cổng đây đi vào chợ Tân Thuận đó bạn, thôn văn hóa xã Tân Thuận có cái chợ, hôm bữa mình có quay cái chợ Tân Thuận này. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây nha bạn. Đây cái đường này đi đi lên hướng này là lên Phước Sơn nha bạn, còn đi vào trong cái cổng đây là vô thôn Tân Thuận xã Phước Thuận. Còn cái ngã rẽ bên tay trái là cái ngã đi tắt từ quốc lộ 19 nó đi vào mà. Đây là cái ngã tắt từ ngoài quốc lộ 19 mới đi vào nè. Đó, quốc lộ 19 mới đi vào nè. Ta mấy bữa đi làm rồi mình hay đi đường đây. Đi vào cái khu Phước Thuận đây để đi lên Phước Sơn hay là Ngọ Bồi rồi mà. Rồi cái ngõ đây là trên Tuy Phước đi xuống. Còn ngã đây là đi vào thôn văn hóa xã Tân Thuận, thôn văn hóa Tân Thuận xã Phước Thuận. Trong đây có cái chợ, nó đi vào một đoạn khoảng 100 mét là có cái chợ Tân Thuận. Thôi mình dừng video ở đây nha bạn, là xe đám cưới nè, chắc là ngày đây là ngày đắt xô đám cưới mà, ngày tốt hay sao. Mình sẽ đi lên chỗ làm và mình xem thử là ở khu vực đây có cái gì hay hay thì mình sẽ quay lại cho các bạn review lại các bạn xem. Thôi xin chào các bạn. Mình vừa ở dưới ngã ba ngã cua Phước Thuận các bạn, khúc cua Phước Thuận đi Gò Bồi á, mình đi lên lại chỗ làm á, thì mình xem lại cái Google Map là mình làm ở trong cái đường đi vào mộ Đào Tấn các bạn. Đây mình làm đám cưới cái xóm trong đây, thì mình vô mình mới bỏ cái đàn đó bạn, bỏ cái đàn còn sớm lắm. Bây giờ nói chung là mình vào bỏ cái nhạc cụ thôi. Bây giờ mình nhìn trong cái khu vực đây thì mình đi ngược lên lại đường Tuy Phước các bạn, nên sẽ có một cái ngõ rẽ bên tay phải đi vô một cái giáo xứ Lục Lễ các bạn. À, khoảng mấy cái số à, mình thôi mình đi lên đó mình review lại cái nếu được mình review cái giáo xứ Lục Lễ các bạn xem cho vui, mình sẵn mình biết luôn, mình hồi giờ mình chưa vào. Bây giờ mình đi ngược lại các bạn, đi ngược lại lên Tuy Phước này.
thờ nhỏ mà thế nhỏ mà thờ ra thì thờ một giáo xứ thế nó là nhỏ đúng rồi đây mình tưởng là lớn lắm. Nhà thờ Lục Lễ các bạn, mình đi vào bên trong. Đây mà hai bên là có hai tượng thánh là Chúa Giêsu, bên đây Đức Mẹ. Nhà thờ thấp à, chắc cỡ người nghĩ cỡ 30, 20-30 gì không cao. Mà cái kỹ thuật xây dựng đây là giống như là gạch tô đá mài. Nhà thờ nhỏ mà. Đóng cửa. Nhà thờ giáo xứ là một giáo xứ lớn thôi mà. Ở cái nhà thờ đây tìm thấy hồi xưa nhỏ chưa hình như chưa sửa chữa. Đây có chuông. Chuông. Ngói đây là ngói cũ rồi. Ngói cũ nhưng mà chắc là ngói dạng như ngói Phú Phong đó mà. Bên ngoài đây người ta làm thêm một cái mái tôn. Thì mình vô mình coi thử ở trong đây có ghi gì. Trang thông tin. Đây có trang thông tin chương trình tuần tháng năm 2022. Đây danh sách mấy người đóng góp bên đây, người hành lang đây. Cũng đóng cửa.
lắm tôi. Đây thì theo mình nghĩ chắc là sợ có trước 7 lần xây dựng sự trước 7 lần mà như chưa sửa chữa lại. Hồi bài hình ảnh về giáo xứ Lục Lễ, nhà thờ giáo xứ Lục Lễ các bạn tham quan, mình cũng lần đầu đến đây. Bên kia có mấy cái cây cầu Thái Lan, cầu vua chắc mới trồng sau này. Thôi xin chào các bạn, video của mình đi thì hơi lâu mà vô đây thì cũng quay được một ít cho các bạn tham quan. Xin chào các bạn.